Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào bạn, và sau đây chúng ta cùng đến với chủ đề rối loạn kinh nguyệt sau khi sinh con thì nên làm gì. Nhiều người sau khi sinh con thì bị rối loạn kinh nguyệt và rất là lo lắng, và điều này thì gây ảnh hưởng đến cả tâm lý của những người mẹ sau khi sinh. Tuy nhiên thì việc rối loạn kinh nguyệt sau khi sinh thì là điều hết sức bình thường thôi. Và kinh nguyệt sẽ xảy ra, như chúng ta biết rằng là khi một trứng được phát hành nhưng mà không được thụ tinh thì sẽ tạo ra tình trạng kinh nguyệt, và cổ tử cung sẽ bong ra một lớp lót máu dầu dinh dưỡng để thay thế một lần nữa trước khi mà bắt đầu một cái chu kỳ kinh nguyệt của tháng tiếp theo. Những hormone xảy ra trong và sau khi mang thai sẽ ngăn chặn cái sự rụng trứng xảy ra. Vì vậy mà trong cái thời gian kinh nguyệt trở lại thì cái việc mà có em bé và có kinh nguyệt này thì khá là thất thường. Và sau khi sinh con thì họ cho rằng là sau 6 tháng thì mới có kinh nguyệt. Những hormone estrogen, progesterone sẽ trở lại bình thường sau khi sinh khoảng 6 tuần. Và tùy từng mẹ thì nó sẽ là khác nhau, có mẹ thì sẽ có sớm và có mẹ thì sẽ có kinh muộn. Nó tùy thuộc vào cái hormone, việc cho con bú hay không, và lối sống của từng mẹ, chế độ dinh dưỡng khác nhau mà cái thời gian kinh nguyệt sẽ trở lại muộn hơn hay là sớm hơn. Có thể là sẽ kéo dài hơn cả một năm khi một năm mới có. Còn với những người mà không cho con bú thì kinh nguyệt trở lại là sớm hơn, chỉ có khi là một tháng hoặc là vài tháng sau sinh. Và cũng còn tùy vào những người cho con bú, thế nhưng mà khoảng tầm 1 tháng, 2 tháng là họ đã có kinh nguyệt rồi thì tất cả mọi thứ đều là hoàn toàn bình thường. Và tùy từng cơ địa mà thời gian kinh nguyệt sau khi sinh sẽ dài khoảng tầm 3 đến 7 ngày. Có thể nó sẽ khác với cái thời gian mà ngày xưa chúng ta còn con gái hồi chưa sinh con. Rối loạn kinh nguyệt sau khi sinh và nơi con bú thì sẽ diễn ra là khoảng 1 đến 2 năm đầu. Nó thất thường tháng có tháng không. Có tháng thì kinh nguyệt đến sớm, có tháng thì đến muộn. Và khi bị rối loạn kinh nguyệt thì lượng máu kinh cũng không đều, lúc ít lúc nhiều, màu sắc kinh nguyệt thay đổi và chuyển sang màu đỏ tươi, nâu hoặc là đen thẫm thì cũng không sao hết. Và bạn còn có thể gặp phải nhiều trường hợp là đau bụng kinh nhiều hơn và rong kinh kéo dài. Đây là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường thôi. Và nếu như mà chúng không đi kèm với việc là vùng kín của bạn có mùi hôi, ngứa ngay khó chịu, đau rát khi quan hệ thì bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Đó chỉ là những cái biến đổi nội tiết trong cơ thể của phụ nữ sau sinh và cho con bú. Thì sự thất thường này không đáng lo ngại nếu mà chúng kéo dài dưới 2 năm sau khi sinh con. Còn sau khi sinh con được 2 năm mà bạn vẫn thấy tình trạng rối loạn kinh nguyệt thất thường quá, rồi là có hiện tượng là vùng kín có mùi hay là quá đau bụng chẳng hạn, thì chúng ta cần phải đi thăm khám xem có cái vấn đề gì ở phía bên trong hay không nhé. Và xem về cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng là rối loạn kinh nguyệt cho chúng ta. Đầu tiên là thay đổi nội tiết tố. Quá trình sinh nở và cho con bú đã khiến nội tiết tố trong cơ thể của bạn bị xáo trộn nghiêm trọng. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến rối loạn kinh nguyệt sau sinh. Và khi cho con bú mẹ thì cơ thể của bạn tiết ra cái hormone prolactin thì tác động trực tiếp đến chu kỳ kinh nguyệt của mẹ. Thứ hai là do sự căng thẳng tâm lý. Và với những cái người phụ nữ lần đầu làm mẹ sẽ cảm thấy rất áp lực khi mà chăm sóc con nhỏ. Những mẹ có kinh nghiệm sinh con thì vừa chăm con lớn vừa chăm con nhỏ cũng rất vất vả. Và khi cơ thể của người mẹ chưa thực sự phục hồi hoàn toàn, sau khoảng 6 tháng đến 1 năm, nhiều người đã phải quay trở lại công việc với cái nhiệm vụ công sở, rồi dung hòa giữa các yếu tố gia đình, công việc và chăm sóc sức khỏe bản thân, lại còn lo cho con cái nữa, rất là khó trọn vẹn. Cho nên nhiều người bị căng thẳng tâm lý, gặp stress liên tục và có thể cáu giận, buồn chán, gây ra hormone nội tiết bị ảnh hưởng chung đến tất cả và ảnh hưởng đến cả sức khỏe sinh sản cũng như là vấn đề rối loạn kinh nguyệt nói chung. Và thứ ba là nguyên nhân mắc bệnh phụ khoa làm cho bạn bị rối loạn kinh nguyệt. Trong thời gian mang thai và trải qua sinh nở thì nhiều người thì dễ bị là vi khuẩn xâm nhập vào trong cái hệ thống sinh sản của mình khi mà sức đề kháng của cơ thể mẹ yếu. Và nhiều người thì còn quan hệ sau sinh quá sớm khi mà còn chưa hết sản dịch chẳng hạn. Do vậy mà các cái bệnh phụ khoa lại diễn ra. Vì thế mà tình trạng rối loạn kinh nguyệt sau sinh nguyên nhân bởi cái vấn đề là mắc bệnh phụ khoa như thế này thì đây cũng là một trong những nguyên nhân. Vậy thì rối loạn kinh nguyệt sau khi sinh chúng ta cần phải làm gì? Sau khi mà chúng ta sinh và nuôi con bú thì khoảng 1 đến 2 năm đầu thì kinh nguyệt
sẽ dần dần ổn định trở lại. Và để giữ cho kinh nguyệt nhanh chóng ổn định thì chúng ta cần phải là giữ một cái chế độ ăn uống đầy đủ chất, giấc ngủ thật là đầy đủ này, rồi là chăm sóc cho bản thân thật tốt, không bị căng thẳng stress thì sẽ làm giảm đi cái ảnh hưởng kinh nguyệt xảy ra. Đấy là điều rất là quan trọng. Và khi mà bị đau bụng quá hay là chúng ta có dấu hiệu viêm nhiễm thì chúng ta nên đi thăm khám để kịp thời xử lý nhé. Và bạn cũng đừng lo lắng quá khi mà kinh nguyệt cứ bị chậm hoặc là có tháng không tháng có, hoặc là cái lượng kinh nguyệt màu máu khác thường khác biệt, thì nó trong những cái thời gian đầu tiên tầm 1 đến 2 năm đầu thì chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng. Và đó là những điều bạn cần chú ý. Xin chào và hẹn gặp.